Dạ con chào sư, hiện tại con đang làm nhân viên bán hàng cho một hãng bia. Thu nhập đang rất tốt và khoản thu nhập đó con đang tính cho việc trả nợ. Con đang nợ khoảng 30 triệu và như dự kiến thì tháng 8 2024 sẽ hết nợ. Con đã làm bia được 6 năm, ngày xưa con học rất tốt nhưng dạo này sức khỏe yếu, con bị loạn tâm, không nhớ được gì, thường xuyên nói nhảm. Con cảm thấy không hạnh phúc và mệt mỏi, xin sư giảng giải nhân quả cho con hiểu và cho con xin lời khuyên có nên tiếp tục làm hay đổi sang công việc khác. Bản thân câu hỏi nó đã trả lời cho quý vị rồi nha. Bản thân câu hỏi nó đã trả lời cho quý vị rồi, nhưng mà sư e là cái tâm của quý vị nó không đủ minh mẫn để quý vị nhận ra câu hỏi của câu trả lời của mình. Cho nên là thôi sư đưa ra lời khuyên là chúng ta nên lựa chọn một cái nghề nghiệp mà chúng ta không phạm giới và không tạo điều kiện cho người khác phạm giới. Điều thứ hai chúng ta nên làm là nên nỗ lực làm các điều thiện và các khoản thu nhập mà chúng ta tạm dùng cái từ là thu nhập và bất chính. Giống như là chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta tổ chức đánh bạc đi, thì có những cái khoản thu nhập bất chính thì nhà nước tịch thu. Thì bây giờ nếu như mà có những khoản thu nhập do chúng ta làm những điều bất thiện thì chúng ta nên đem cái đó chúng ta đi làm phước. Thì nhờ như vậy là coi như là chúng ta đã từ bỏ những cái tài sản đó. Đương nhiên là đây là cái chỉ là một cái lời khuyên thôi. Làm được thì làm, còn làm không được thì cũng là do quyết định của quý vị, chứ sư không có đâu có cái quyền hành gì mà bắt quý vị phải làm cái này làm cái kia. Sư chỉ đưa ra cái lời khuyên tốt nhất cho quý vị thôi ha.